thì mình cho cái bóng ấy kẹp vào trong cái phao chân, kẹp vô trong cái phao chân. Nếu mà mạnh nữa chút là chỉ bị rung lên. Rồi, mọi người nhìn tôi lại. Ở đây mọi người đứng gần gần đây nè. Đứng gần gần đây nè. Đây ha. Đây ờ, nhưng mà người khác đừng che. Người phòng, cái phòng đừng che. Đứng rộng rộng ra. Đứng rộng rộng ra. Đây nè ha. Thì cái của bồi tâm tinh á, là nó nằm ở cái khe nè ha. Là khi mình bấm á, mọi người nhìn cái tay tôi á, khi tôi vậy là tôi chặt cái gì? Hậu khẩu ha. Và cái ngón tay của tôi á thì phải cong như vậy nè. Mọi người để ý nha. Mà được bao nhiêu thì thấy bao nhiêu. Mọi người đừng có nói chuyện nha. Thôi 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 đừng nói chuyện. Rồi bây giờ á, khi cái người mà bệnh á, là người ta kéo được bao nhiêu á thì tùy. Mình không có ép. Như cái trường hợp anh này á, anh kêu cục cục, nhưng mà anh này không có vấn đề gì hết. Còn trong khi cái bác kia kéo vào rất đau, đúng không? Thì điều đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ dùng cái bàn tay mình cong cái tay mua lên này và tay vỗ đều. Chị thì dính cái tay vô đây nè. Rồi vỗ đều ở khớp gối, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, từ nhẹ cho tới mạnh. Đó nè, đúng rồi đó nè. Rồi khi mà vỗ xong rồi, chúng ta sẽ dùng hai cái ngón cái để mà miết. Mọi người nhìn đây, cái mà bị tắc á là tắc hai bên cái đầu gối, cho nên khi ta miết, ta miết từ đây miết lên nha. Miết từ đây miết lên. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta miết lên, miết hai bên được chưa? Đấy, đúng rồi. Đó, tốt. Đúng rồi. Không, biết hai bên, anh biết đẩy lên chứ không nó, đúng rồi, biết đẩy lên chứ không phải là biết nghe, biết đẩy lên và biết như vậy từ 10 đến 15 cái. Rồi, biết 10 đến 15 cái. Thì khi mà chúng ta co chân lại và biết như vậy á, người ta gọi là khóa văn tĩnh mạch. Và mọi người học cái bài mà về y mà mạch biết rồi, khi mà chúng ta khóa những cái động tĩnh mạch lớn, bởi vì chúng ta kẹp cái chân này lại á, thì nó sẽ chặn cái động tĩnh mạch lớn ở ngay cái khoeo chân và ở ngay cái bẹn, do đó là máu nó bị bế tắc lại. Và khi bế tắc lại á, thì những cái mao mạch nó trương ra, và khi chúng ta tác động lên đây á, thì nó làm cho cái van nó hoạt động lại. Rồi, bây giờ xong rồi, chúng ta bỏ chân thòng ra thì gọi là xả. Và chúng ta tiếp tục đẩy. Mọi người sẽ đẩy á, là dùng cũng hai cái ngón trái ha, đẩy hai bên, đẩy nước lên đây. Rồi, đó, mình miết lên. Đúng rồi, thì nó gọi là mở. Chính xác luôn, ở bên này, đúng rồi. Đúng rồi, ok. Và chúng ta đẩy như vậy cũng là khoảng 10 đến 15 cái. Yêu nhau mấy chục năm rồi cũng vẫn chưa tin nha. Cái đàn ông này bà chỉ tin chắc là tôi không có bồ thôi. Bác cũng hơi tự tin. Tôi chỉ cãi. Đúng như nãy thầy nói là tôi sợ thì tôi sợ là vì thế, như trường hợp rồi thầy nói ba trường hợp rất khác nhau. Đúng rồi. Nếu anh làm không đúng thì lợi bất cập hại. Đúng. Đấy, chính xác. Vì thế mà thầy mới nói cái câu là nhiệt tình cộng với sự tích là phải tại. Ok, sau khi mà chúng ta
chúng ta đã đẩy cái mà lần thứ nhất rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ép đầu gối tiếp lần thứ hai. Và lần này ấy, là người bệnh kéo sát vào, ráng cố gắng lên. Bác ơi, lần này ấy, là kéo, bác kéo, cố gắng lên. Có đau bớt đau không? Bệnh sát vào, sang bao nhiêu lần. Đỡ rồi, phải không? Rồi, em vỗ tiếp. Thì ở đây trong bốn người này là cô này bị nặng nhất. Bác này bị nặng nhất nhất. Thì lần đầu á, đau rất nhiều, nhưng mà lần thứ hai. Rồi, lấy cái tay giữ đi, đúng rồi. Và thực ra là khi mà chúng ta ép cái chân vậy nó tắt, nó chậm mấy cái động tĩnh mạch lớn, thì cái tạc bổ vậy thì nó kích thích cho cái van nó sẽ còn động lại, và những cái mao mạch nó được giãn ra, nó vui vui vô trong cái chân được, thì chúng ta sẽ cảm thấy bất ngờ. Đơn giản không có gì đâu. Tất nhiên là cái phần thỉnh đoán là cái phần quan trọng. Nên mà khi mình thỉnh đoán được, mình phân biệt thỉnh đoán và loại trừ những triệu chứng thì lúc đó đi tập hành. Rồi sau khi vỗ rồi, bây giờ chúng ta đẩy tiếp. Vỗ, đẩy vỗ thôi. Bây giờ đẩy. Đẩy, đó. Chị kia thì kéo cái chân vô. Chân nào mình kéo cái chân mình sát được vào mông á, thì lúc đó là ok. Rồi chúng ta ép sát vào. Thấy không? Ông này chưa sát mông đó nha. Kéo sát được chưa? Đấy, lúc đầu là chưa được ha. Bây giờ bắt đầu được ha. Ok, giờ là hết rồi. Người nào mà kéo được sát cái mông thì ok. Rồi chưa? Không cơm được thì mình sẽ tiếp. Rồi. Rồi, xong, bỏ chân ra, đẩy tiếp. Đây là lần thứ hai, tức là sau khi mà ép chân xong rồi, chúng ta lại đẩy, ha? Rồi chúng ta mở chân ra, ta đẩy tiếp. Rồi chưa? Rồi, đến cái lần thứ ba là cái lần rất là quan trọng. Quan trọng là chỗ nào? Là khi ta ép chân lần này á, là cái người bệnh á, cố gắng hết sức, và cái người thầy thuốc á, cũng phụ người bệnh đẩy làm sao cho cái gót chân đụng được cái mông. Đó, thấy không? Và khi ngồi vậy đó thì kéo về là quá tốt rồi. Thấy không? Tốt lắm rồi. Rồi đẩy đi. Thấy không? Trường hợp này là sao? Thấy không? Được chưa? Rồi, cái mình kéo này ra chút. Đó, ôi da, tốt quá, đúng không? Rồi đẩy đi. Ba nhớ nè, rồi nhớ để ý nè. À, bây giờ không có vỗ nữa, bây giờ đẩy. Hồi nãy là nè, vỗ nó bị bầm này đúng không? Là mấy cái mạch này ha. Để coi chừng nè, mình đẩy ngay cái mấy chỗ này nè. Để chỗ này ha. Ok. Rồi bây giờ là không cần vỗ nữa. Bây giờ đẩy lên. Rồi, ép bị chưa? Chết sao? Không bị chết luôn. Bây giờ cố lên. Đó. Rồi. Rồi. Đấy, đẩy tiếp đi. Mẹ chú ý nè, đây nè cái chỗ tắc nè. Thấy chưa? Thấy cái mà mọi người thấy mạch máu tắc chưa? Em phải đẩy vô đây nè. Đấy, thấy chưa? Đây nè, bác qua đây bác nhìn nè. Đây nè. Cái chỗ mà bị tắc mà đây nè, đây nè, thấy chưa? Ha, bây giờ là không có vô nữa mà đây nè, đẩy nè. Thấy chưa? Đẩy lên cái mạch máu nè, thấy không? Rồi bên đây thì chúng ta đẩy bên đây á. Đẩy qua vậy nha. Thì thông thường á là khi mình nặng này á thì nếu mình có cái miếng vaseline á mình bôi vô á, thì nó trơn á, thì nó dễ ít có sự ma sát đau đớn hơn. Rồi em làm đi, chú ý cái mặt sáng. Rồi bên kia làm được không? Rồi ôi trời giỏi quá, sát quá rồi, ngon làm rồi. Đẩy à, và chúng ta đẩy tiếp xong rồi thì chúng ta bắt đầu là xả chân ra. Xả chân ra, và khi xả chân ra xong rồi là chúng ta đẩy nữa. Đẩy đẩy chân
Rồi mọi người xuôi chân ra để tiếp nhé. Hàng xóm nói gì đâu nói. Trời giáo kia. Phải làm phải lên mới thành. Rồi bây giờ quý vị nghe chú ý này. Sau khi ta làm cái chân kia rồi, bây giờ ta làm cái chân ở bên đối diện. Và làm chân đối diện thì chúng ta làm quy hạch vậy. Bây giờ mình trở người lên đi. Và mình cũng làm quy hạch vậy. Tức là kẹp chân lại 3 lần và đẩy chân 3 lần. Rồi anh đang đưa máy qua tôi quay. Rồi chuyển chân và bắt đầu chân. Cố đi, chưa cố. Quên cái bài. Rồi mình cũng ép đẩy, ép đẩy nha. Chúng ta chú ý cái tĩnh mạch mà nổi lên ở hai bên hông của đầu gối. Về cái đó, chỗ đó chính là cái nơi mà để đóng mở, và chính là cái chỗ đó cũng là nơi để mà chúng ta giải quyết cái chuyện đau không đau. Chào giáo sư. Vâng, tốt quá. Giáo sư thấy làm gì? Vâng, tốt đấy. Về vấn đề cái gọi là như là cái lý liệu pháp này, vấn đề là rất tốt. Thì tốt quá. Còn chút xíu giáo sư xem coi kết quả sao ha. Vâng. Này giống như massage nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái hút axit uric cao thì làm thế nào? Dạ, chút xíu em sẽ báo cáo cho giáo sư nghe. Vâng, giải quyết cũng không có gì khó khăn. À, đây. Dạ. Rất là ok luôn. Dạ. Mọi người đấy phổ đấy còn chục cái nữa chục cái. Ở trong bốn người này bác rồi là bị cái đồ gỗ bị cứng nhiều lắm. Rồi hồi nãy giờ là làm rồi bác có thấy dễ chịu không? Thấy ok, bắt đầu ok rồi. Thấy có cái ông xã mà yêu vợ thế thì má khỏi bình thôi.
những cái chỗ lục cục và cái chỗ người ta đau lắm, thì là chỗ đấy cũng tổn thương. Tôi thấy chỗ nào nó giận giận chứ. Đó. Cục nó lồi lồi lên. Mà trong nhà là tốt nhất. Bởi vì giờ mình mặt nóng, thời gian nên có. Đây. Không, nếu mà làm này xong xoay chân. Rồi xong chưa? Xong rồi. À, bây giờ mọi người làm xong hết chưa? Rồi, xin mời bốn vị lên phía trên đây. Em ơi cho lấy ghế dọn cho bốn người này lên hết. Rồi xin mời, kéo quần xuống đi. Rồi. Rút ra rồi, không, anh ơi, đẩy ghế cho họ đứng không thôi. Rồi, em ơi mời em lên đây. Em lấy cái micro đưa cho từng người. Khoan, để bây giờ cho...